Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta chặn những cái số lạ không có trong danh bạ trên máy Android nha các bạn. Thì hiện tại mình đang dùng cái máy Samsung J4 nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chặn những số điện thoại lạ mà nó không có trong danh bạ nha, nghĩa là những cái số lạ đấy. Rồi thì bước đầu tiên ấy, các bạn vào cho mình cài đặt nha. Các bạn tìm cho mình vào phần cài đặt, các bạn kích vào. Rồi sau đó các bạn kéo xuống tới cái phần nó hiển thị là cái chỗ là thông báo này, các bạn kích vào thông báo nha. Thì trong cái phần thông báo đấy nó có cái mục là không làm phiền này, thì các bạn kích vào nha. Các bạn đừng có bật lên trước, các bạn kích vào cái mục này, các bạn chỉnh sửa một xíu đã. Thì trong cái phần này ấy, các bạn đừng có bấm bật ngay nha. Các bạn kích vào cái phần là cho phép ngoại lệ này. Thì trong cái phần cho phép ngoại lệ này nó có một cái mục là cuộc gọi từ này, thì các bạn kích vào nha. Đấy, thì các bạn kích vào cái mục chỉ các danh bạ thôi, hoặc là chỉ danh bạ các bạn kích vào yêu thích thì mới được nha. Thì mình kích là chỉ người trong danh bạ thôi, thì mình kích vào chỉ các danh bạ nha. Còn tin nhắn cũng vậy nha, nếu như các bạn kích vào từ tin nhắn từ này, các bạn kích vào chỉ các danh bạ thì những người trong danh bạ mới nhắn tin cho mình được nha. Thì cái phần này đối với mình nó không nhất thiết, nhưng mình không cài nha, mình chỉ cài là cuộc gọi từ thôi. Những là những cái số mà những cái số lạ ngoài danh bạ đấy thì nó không gọi tới cho mình được. Rồi khi mà các bạn kích vào chỉ các danh bạ rồi thì các bạn kích vào quay lại nha. Còn một cái nữa chứ mình quay là cái cuộc gọi lặp lại này, thì nghĩa là khi mà người ta gọi tới hai lần ấy thì mình sẽ đổ chuông như bình thường nha. Nghĩa là người ta gọi một lần không được nha, nhưng người ta gọi lần thứ hai thì được. Thì nó để dòng ở dưới này là cho phép các cuộc gọi từ cùng một số này nhiều hơn một lần trong vòng 15 phút, nghĩa là trong vòng 15 phút ấy mà người ta gọi hai lần thì được nha. Đấy, nữa các bạn bật vào nha, bật cái tính năng là lên, nghĩa là người ta gọi lần thứ hai là mình căn thọ mình nó vẫn đổ chuông nha, vẫn gọi bình thường nha. Còn lần thứ nhất không được, lần thứ hai là được nha. Các bạn bật lên. Còn mình thì đối với mình là không bật nha. Đấy, thì sau khi các bạn kích vào cái phần cuộc gọi từ rồi, các bạn quay lại nha. Thì trong cái phần này nó có một cái phần là bật theo lịch này, thì các bạn cũng có thể điều chỉnh theo lịch nha. Các bạn kích vào mục này nè, các bạn điều chỉnh theo lịch từ thứ hai đến chủ nhật. Thì các bạn muốn bắt đầu mình nghe nhận cuộc gọi từ họ từ bao giờ, khoảng ví dụ từ ngày bắt đầu này, ví dụ như giờ bắt đầu này 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều chẳng hạn như vậy. Còn những ban tối thì mình không muốn nghe chẳng hạn như vậy nha. Thì các bạn kích vào chọn những cái thứ tự này, thứ này các bạn cũng có thể hủy nha. Đấy, và các bạn kích vào bật như thế thì các bạn nhận cuộc gọi theo những người trong danh bạ trong lịch, theo lịch nha. Đấy, thì cái phần này đối với mình nó cũng không nhất thiết nha. Rồi thì sau khi các bạn chỉnh vào cái phần cuộc gọi này, trong phần cuộc gọi này chỉ cấp danh bạ rồi, thì các bạn quay lại, các bạn kích vào bật ngay nha. Đấy, như thế thôi. Như thế thì mình đã chặn các cuộc gọi từ những cái số lạ thành công nha. Đấy, thì bây giờ các bạn lấy một cái số lạ nào các bạn gọi tới cái máy này thì mình chắc chắn một điều là nó không có được nha. Đấy, và cái cách này thì mình hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta chặn những số lạ không có trong danh bạ. Còn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chặn những số có trong danh bạ luôn nha. Thì mình hướng dẫn sẵn tiện mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì nó cũng đơn giản thôi. Bước đầu tiên các bạn vào danh bạ nha, vào những cái số mình đã lưu ấy, ví dụ như số anh Nam nha, thì các bạn kích vào. Sau đó các bạn kích vào cái biểu tượng ba chấm ở góc trên màn hình này, rồi nó có chữ chặn danh bạ này, các bạn kích vào nha. Đấy, thì các bạn kích vào chặn trong danh bạ thôi, cái này thì dễ rồi. Còn các bạn không muốn bỏ chặn nữa thì các bạn kích vào bỏ chặn danh bạ thế thôi, đơn giản nha. Còn nếu như các bạn không muốn bật cái tính năng mà những cái số lạ không có danh bạ mà gọi cho mình ấy, các bạn tắt cái tính năng nó đi, rồi các bạn kéo từ trên xuống này, đây có cái phần là bật đã bật không làm phiền nhau này, thì các bạn kích vào nha để mà chúng ta tắt đi nha. Đấy, thì như thế là những người lạ họ gọi tới cho mình được nha các bạn. Nói chung thì các bước trên máy Android thì nó cũng đơn giản như vậy thôi nha. Rồi thì cái video này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like cũng như đăng ký kênh nhé. Bye bye.